Phẩm Bồ Tát Quang Minh biến chiếu qua quý Đức Vương, phẩm thứ 10, phần 3. Lại nữa, thiện nam tử hết thầy phàm phu, tuy khéo giữ gìn bảo vệ thân tâm, nhưng vẫn còn sanh ra ba loại tư tưởng xấu ác. Vì nhân duyên ấy nên dù có dứt trừ được phiền não sanh lên cõi trời, phi tưởng phi phi tưởng, rồi sau vẫn rơi trở lại trong ba đường ác. Thiện nam tử ví như có người vượt qua biển cả, đã gần đến bờ bên kia nhưng bị chìm xuống nước mà chết. Những kẻ phàm phu cũng như vậy, họ vừa sắp vượt ra khỏi ba cõi nhưng phải rơi trở lại trong ba đường ác. Vì sao vậy? Vì họ không có những tư tưởng hiền thiện. Những gì là tư tưởng hiền thiện? Đó là sáu chỗ niệm tưởng. Kẻ phàm phu tâm thiện yếu ớt, tâm bất thiện mãnh liệt. Vì tâm thiện yếu ớt nên tâm trí tuệ mỏng manh. Vì tâm trí tuệ mỏng manh nên các lậu hoặc tăng trưởng. Đại Bồ Tát có mắt tuệ thanh tịnh thấy rõ lỗi lầm của ba loại tư tưởng xấu ác, biết rằng ba loại tư tưởng xấu ấy gây nhiều tai hại, thường khiến chúng sanh trở thành oán nghịch với bà thừa. Do nhân duyên là ba loại tư tưởng xấu ác mà khiến cho vô lượng chúng sanh phàm phu không thấy được tánh Phật, trong vô lượng kiếp sanh lòng điên đảo, cho rằng Phật Thế Tôn không có thường lạc. Ngã chỉ duy nhất có tịnh, chẳng như lai, dứt bỏ hết tất cả mà nhập Niết Bàn. Hết thảy chúng sanh đều không có thường lạc ngã tịnh, nhưng vì lòng điên đảo nên nói rằng có thường lạc ngã tịnh. Thật không có ba thừa, nhưng vì lòng điên đảo nên có ba thừa, nên nói có ba thừa. Thật có một đạo chân thật không hư dối, nhưng vì lòng điên đảo nên nói rằng không có. Chư Phật và Bồ Tát thường của trách ba loại tư tưởng xấu ác này. Chúng thường gây hại cho bản thân cũng như gây hại cho người khác. Nếu có ba loại tư tưởng xấu ác này thì hết thảy các việc ác thường theo đó mà sinh ra. Ba loại tư tưởng xấu ác này là ba sợi dây liên kết trói buộc chúng sanh trong vòng sanh tử không bờ bến. Đại Bồ Tát thường quan sát như vậy về ba loại tư tưởng xấu ác. Nếu có lúc gặp những nhân duyên nên sanh khởi dục giác, Bồ Tát chỉ lặng lẽ không chấp nhận. Ví như người sạch sẽ, tinh khiết, ác không nhận lấy các thứ vẫn dơ, như hòn sắt nóng chẳng có ai cầm lấy. Như người thuộc dòng Bà La Môn không ăn thịt bò, như người đã ăn no không ăn món ăn dở, như vua chuyển luân không cùng ngồi với bọn Chiền Đà La. Bồ Tát cũng như vậy, khinh ghét ba loại tư tưởng xấu ác, không chấp nhận, không sinh lòng ưa thích. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát suy xét rằng chúng sanh đều biết ta là thừa ruộng tốt để họ gieo trồng phước lành, làm sao ta lại chấp nhận các pháp xấu ác này? Nếu ta chấp nhận các tư tưởng xấu ác, ắt không thể làm ruộng phước tốt đẹp cho chúng sanh. Tuy ta không tự xưng là ruộng phước tốt, nhưng chúng sanh nhìn thấy hình tướng của ta liền nói rằng ta là ruộng phước tốt. Này, nếu ta sanh khởi những tư tưởng xấu ác như vậy, tức là dối gạt hết thảy chúng sanh. Thuở xưa ta vì làm chuyện dối gạt mà phải trải qua vô lượng kiếp lưu chuyển trong sanh tử, rơi vào ba đường ác. Nếu ta đem tâm xấu ác mà thọ nhận sự tín thí của người, tất cả chư thiên và các vị tiên đã đạt năm loại thần thông, ắt sẽ rõ biết mà của trách. Nếu ta sinh khởi tư tưởng xấu ác mà thọ nhận sự tín thí của người, thì sẽ khiến cho phước báo của người cúng thí phải giảm bớt hoặc chẳng được phước báo gì cả. Nếu ta đem tâm xấu ác mà thọ nhận vật cúng thí của đàn Việt, ắt ta sẽ thành kẻ oán thù của người cúng thí. Tất cả những người cúng thí đối với ta thường sanh lòng yêu kính như con đẻ, làm sao ta lại dối gạt họ mà sanh lòng thù oán? Vì sao nói là sanh lòng thù oán? Vì ta làm cho họ không được phước báo hoặc chỉ được chút ít phước báo mà thôi. Ta thường tự xưng là người xuất gia. Người xuất gia thì không nên khởi lòng xấu ác. Nếu khởi lòng xấu ác thì chẳng phải là người xuất gia. Người xuất gia thì lời nói phải phù hợp với việc làm. Nếu lời nói và việc làm không phù hợp nhau, ắt không phải người xuất gia. Ta đã dứt bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè xuất gia tu học đạo, chính là lúc tu tập các tư tưởng hiền thiện, không phải lúc tu tập các tư tưởng bất thiện. Ví như có người ra biển tìm châu báu nhưng chẳng lấy châu báu thật, chỉ lấy toàn thủy tinh. Lại cũng như người từ bỏ nơi có âm nhạc vi diệu mà đến chơi chỗ có phẫn dơ. Như kẻ ruồng bỏ người con gái cao quý mà tư thông với con hầu gái. Như kẻ vứt bỏ chậu vàng mà dùng chậu sành. Như người vứt bỏ món cam lộ mà dùng món thuốc độc. Như người bỏ vị lương y tài giỏi và thân thiết từ lâu mà theo thầy thuốc có oán thủ xấu ác để xin thuốc uống. Ta cũng như vậy, nếu khởi lòng xấu ác, tức là lìa bỏ món pháp vị cam lộ của bậc đại sư Như Lai Thế Tôn mà dùng đủ mọi thứ tư tưởng xấu ác của bọn oán thủ là ma. Thân người khó được như hoa yêu đàm mà nay ta đã được, Đức Như Lai khó gặp hơn cả hoa yêu đàm mà nay ta đã gặp.
Pháp bảo thanh tịnh khó được nghe, mà nay ta đã được nghe, thật hy hữu, chẳng khác nào con rùa mù gặp bọng cây nổi. Đời người trôi qua nhanh chóng, nhanh hơn cả thác nước đổ xuống từ trên núi cao, chẳng lúc nào ngừng, ngày nay tuy còn, ngày mai không dám chắc. Vì sao lại buông thả tâm mình để rơi vào các pháp xấu ác? Tuổi xuân tráng kiện, không dừng lại, đang qua nhanh như ngựa chạy, sao có thể dựa vào đó mà sanh lòng kiêu mạn? Ví như bọn ác quỷ luôn rình rập tìm kiếm lỗi lầm của người, ác ma bốn đại cũng vậy, thường rình rập tìm kiếm những chỗ sai lầm của ta, sao ta lại để cho các tư tưởng xấu ác sanh khởi? Ví như căn nhà mục nát sắp sụp đổ, mạng sống của ta cũng vậy, vì sao lại khởi lòng xấu ác? Ta mang danh là Sa Môn, tức là người rõ biết các tri giác hiền thiện. Nếu như nay ta sanh khởi những tư tưởng bất thiện, sao đáng gọi là Sa Môn? Ta mang danh là người xuất gia, tức là người tu tập đạo lành. Như nay ta làm điều ác, sao đáng gọi là người xuất gia? Ta mang danh là Bà La Môn Chân Chánh, tức là người tu tập hạnh thanh tịnh. Như nay ta khởi tư tưởng xấu ác, tức là điều bất tịnh, sao đáng gọi là Bà La Môn? Ta cũng mang danh thuộc dòng tộc lớn là Sát Lợi, tức là người có thể dẹp trừ những kẻ thù địch. Như này ta không thể dẹp trừ kẻ thù địch là những điều xấu ác, sao đáng gọi là thuộc dòng tộc Sát Lợi? Ta mang danh là Tỳ Kheo, tức là người phá trừ phiền não. Như này ta không phá trừ phiền não là tư tưởng xấu ác, sao đáng gọi là Tỳ Kheo? Ở đời có 6 điều khó gặp khó được, nay ta đã được rồi, vì sao lại để cho những tư tưởng xấu ác tồn tại trong lòng? Những gì là 6 điều khó gặp khó được? Một là lúc gặp lúc, một là khó gặp lúc Phật ra đời, hai là khó được nghe chánh pháp, ba là khó sanh khởi tâm lành, bốn là khó được sanh ra giữa nơi văn minh hội tụ, năm là khó được thân người, sáu là khó được đầy đủ các giác quan. 6 việc ấy là khó được, nay ta đều đã được, vì vậy không nên sanh khởi các tư tưởng xấu ác. Bồ Tát khi ấy tu hành kinh Đại Niết Bàn này thường chuyên cần quan sát các tâm xấu ác như vậy. Hết thảy phàm phu vì không thấy được sự nguy hại của các tâm xấu ác như vậy, cho nên chấp nhận chạy theo ba loại tư tưởng xấu ác, đó gọi là nhận lấy lậu hoặc. Bồ Tát thấy rõ những sự nguy hại ấy nên không nhận chịu, không vướng mắc, buông bỏ, không nắm giữ, y theo tám thánh đạo mà loại bỏ, dứt trừ các tư tưởng xấu ác. Vì thế Bồ Tát còn không nhận lấy lậu hoặc, sao lại nói là Như Lai có lậu hoặc? Do nghĩa ấy nên Như Lai Thế Tôn không phải là hữu lậu. Lại nữa, thiện nam tử, kẻ phàm phu khi gặp những sự khổ não nơi thân tâm liền khởi lên mọi điều xấu ác, do nơi thân có bệnh hay tâm có bệnh mà khiến cho thân khẩu ý của chúng sanh làm đủ mọi việc xấu ác, do làm ác nên phải luân hồi trong ba đường ác, chịu đủ mọi sự khổ. Vì sao vậy? Vì kẻ phàm phu không có niệm và trí tuệ, do đó mà sanh ra đủ mọi lậu hoặc, đó gọi là niệm lậu. Đại Bồ Tát thường tự suy xét rằng, từ xưa đến nay trải qua vô số kiếp, vì thân tâm này ta đã tạo mọi nghiệp ác. Bởi nhân duyên ấy ta lưu chuyển sanh tử, ở trong ba đường ác, chịu đủ các nỗi khổ, xa cách con đường chân chánh, ba thừa. Xét như vậy rồi, Bồ Tát đối với thân tâm mình sanh ra rất sợ sệt, liền lìa bỏ mọi việc ác, noi theo đường lành. Thiện nam tử, ví như có vị vua đem 4 con rắn độc nhốt trong một cái lồng, rồi sai một người trông nom nuôi dưỡng, mỗi khi ngủ dậy lại tắm rửa kỳ cọ thân mình cho rắn. Vua ra lệnh rằng, nếu người chọc giận một con rắn, ta sẽ mang người ra hành hình giữa chợ. Bấy giờ nghe lệnh vua như thế, người ấy sợ quá, liền bỏ lồng rắn mà chạy trốn. Vua liền sai 5 tên trên Đà La cầm đao rượt theo. Người ấy ngoái lại thấy phía sau có 5 người rượt đuổi, liền ra sức chạy nhanh. 5 tên trên Đà La dùng mưu trước xấu, giấu kín khí giới, rồi bí mật sai một người giả vờ thân thiện đến gần nói với người ấy rằng ông nên quay trở lại. Người ấy chẳng tin lời, chạy vào trốn trong một xóm nhà. Khi vào xóm rồi, hé nhìn ở các nhà đều không thấy người. Người ấy xem qua các đồ chứa, đều không thấy có gì trong đó. Tìm không thấy người cũng không có vật dụng gì. Người ấy liền ngồi bệt xuống đất, bỗng nghe giữa không trung có tiếng rằng, hỡi ôi chàng trai kia, xóm nhà này trống vắng không có dân cư, đêm nay sẽ có 6 tên giả cướp đến đây, nếu anh gặp bọn cướp ấy ắt là không sống được, anh biết làm sao thoát được. Bấy giờ người ấy càng thêm sợ sệt, liền bỏ nơi ấy mà đi. Trên đường gặp một con sông nước chảy xiết, lại không có thuyền bè, vì sợ hãi người ấy liền thu nhặt nhiều thứ cỏ cây kết thành một chiếc bè, rồi suy nghĩ rằng nếu ta ở lại đây ắt sẽ bị hại bởi rắn độc. 5 tên trên Đà La, một kẻ giả vờ thân thiện cùng với 6 tên giặc cướp.
Nếu ta qua sông này mà chiếc bè không đủ sức chịu đựng, ắt phải chết chìm. Nhưng ta thà chết chìm, chứ không để bị hại bởi rắn độc và bọn giặc cướp kia. Người ấy liền đẩy bè cỏ xuống nước, nương mình trên bè, tay ôm chân đạp, rẽ nước mà qua sông. Khi tới bờ bên kia, người ấy được an ổn, không còn tai họa, tâm ý vui sướng nhẹ nhàng, mọi nỗi sợ hãi không còn nữa. Đại Bồ Tát được nghe và thọ trì kinh Đại Niết Bàn, quán xét thân này như cái lồng nhốt bốn con rắn độc là bốn đại đất nước lửa gió. Rắn độc có bốn cách gây độc cho người: lấy mắt nhìn gây độc, thân đụng chạm gây độc, phun nọc gây độc và dùng răng cắn gây độc. Tất cả chúng sanh vì gặp bốn cách gây độc ấy nên phải mất mạng. Bốn đại của chúng sanh cũng vậy: hoặc nhìn thấy là xấu ác, hoặc đụng chạm là xấu ác, hoặc hơi thở là xấu ác, hoặc cắn xé là xấu ác. Vì những nhân duyên ấy mà làm cho chúng sanh lìa xa mọi điều lành. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát quán xét bốn con rắn độc có bốn chủng tánh: sát lợi, bà la môn, tỷ giá, thủ đà. Rắn bốn đại cũng vậy, có bốn tánh chất: tánh bền chắc, tánh ẩm ướt, tánh nóng ấm, tánh chuyển động. Cho nên Bồ Tát quán xét bốn đại với bốn rắn độc là đồng tánh chất. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát quán xét bốn đại như bốn rắn độc. Vì sao quán xét bốn đại là bốn rắn độc? Vì rắn độc thường rình rập để tìm lúc thuận tiện hại người. Chúng biết lúc nào nên nhìn để gây độc, lúc nào nên đụng chạm, lúc nào nên phun nọc và lúc nào nên mổ cắn. Rắn độc bốn đại cũng vậy, thường rình rập chúng sanh để tìm chỗ thiếu sót yếu kém mà gây hại. Người bị rắn độc giết hại không đọa vào ba đường ác, nhưng nếu bị bốn đại giết hại thì chắc chắn phải đọa vào ba đường ác, không còn nghi ngờ gì nữa. Bốn con rắn độc ấy, dù được người chăm sóc nuôi dưỡng, vẫn muốn giết hại người. Bốn đại cũng thế, dù được sự cung cấp nuôi dưỡng của người, nhưng vẫn thường xúi giục người làm mọi điều ác. Trong bốn rắn độc ấy, nếu có một con bị chọc giận, nó có thể giết người. Tánh chất của bốn đại cũng vậy, nếu có một đại bộc phát, cũng có thể hại người. Bốn rắn độc ấy tuy ở cùng nhau nhưng chẳng đồng lòng với nhau. Rắn độc bốn đại cũng vậy, tuy ở cùng một nơi nhưng là bốn tánh khác nhau. Bốn rắn độc ấy dù có cung kính cũng khó mà gần gũi. Bốn rắn độc bốn đại cũng vậy, dù có cung kính cũng khó gần gũi. Khi bốn rắn độc ấy hại người, nếu có vị sa môn hay bà la môn nào dùng chú thuật hay thuốc thang thì có thể chữa trị được. Bốn đại nếu hại người, dù có thần chú hay thuốc hay của các vị sa môn hoặc bà la môn cũng không thể chữa trị. Nhưng người đang vui, nghe hơi hôi hám đáng ghét của bốn rắn độc liền tức thời lìa xa. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, nghe hơi hôi hám của bốn đại liền tức thời lìa xa. Bấy giờ Bồ Tát lại suy nghĩ rằng rắn độc bốn đại thật rất đáng sợ, liền quay lưng mà tránh xa, chuyên tâm tu tập tám thánh đạo. Năm tên trên đà la kia tức là năm ấm. Vì sao Bồ Tát quán xét năm ấm như trên đà la? Trên đà la thường khiến cho những người thương yêu nhau phải chia lìa, những người oán ghét phải gặp gỡ. Năm ấm cũng thế, khiến cho con người ham muốn gần gũi những pháp bất thiện, lìa xa hết thảy mọi pháp thuần thiện. Lại nữa, thiện nam tử, những kẻ trên đà la tự trang bị đủ mọi thứ khí giới như đao, như thuẫn, như cung tên, áo giáp, giáo mát để có thể hại người. Năm ấm cũng tự trang bị kiên cố bằng các phiền não, làm hại những kẻ ngu si phải chìm đắm trong ba cõi. Thiện nam tử, những kẻ trên đà la bắt được người có tội liền làm hại. Năm ấm cũng vậy, có thể làm hại những người có lỗi lầm phiền não. Vì lẽ ấy, Bồ Tát quán xét sâu xa, thấy năm ấm cũng giống như trên đà la. Lại nữa, Bồ Tát quán sát năm ấm như trên đà la, vì trên đà la chẳng có lòng thương xót, làm hại kẻ oán lẫn người thân. Năm ấm cũng vậy, không có lòng thương xót, làm hại cả người thiện lẫn kẻ ác. Như trên đà la quấy rối tất cả mọi người, năm ấm cũng vậy, thường dùng các phiền não mà quấy rối tất cả chúng sanh trong sanh tử. Cho nên Bồ Tát quán sát năm ấm như trên đà la. Lại nữa, Bồ Tát quán sát năm ấm như trên đà la, vì trên đà la thường ôm lòng gây hại. Năm ấm cũng vậy, thường chất chứa trong lòng những phiền não trói buộc gây hại. Như một người không có chân để chạy, không có đao kiếm gậy gộc, không có kẻ đi theo bảo vệ, nên biết rằng người ấy ắt sẽ bị trên đà la giết hại. Chúng sanh cũng vậy, nếu không có chân để chạy, không có đao kiếm, không có kẻ đi theo bảo vệ, thì sẽ phải bị năm ấm làm hại. Chân đó là giới luật, đao kiếm đó là trí tuệ, kẻ đi theo bảo vệ tức là các vị thiện tri thức bạn lành. Vì không có ba điều ấy nên mới bị năm ấm làm hại,
Vì thế Bồ Tát quan sát thấy năm ấm giống như chiên Đà La. Lại nữa thiện nam tử, Đại Bồ Tát quan sát năm ấm còn đáng sợ hơn cả chiên Đà La. Vì sao vậy? Chúng sanh bị năm kẻ trên Đà La giết hại, không phải đọa vào địa ngục. Nhưng nếu bị năm ấm giết hại thì ắt phải đọa vào địa ngục. Vì nghĩa ấy nên Bồ Tát quán sát năm ấm còn đáng sợ hơn cả trên Đà La. Quán xét như vậy rồi, Bồ Tát bèn lập nguyện rằng: ta thà chọn đời ở gần kẻ trên Đà La chứ không gần gũi năm ấm dù chỉ trong phút chốc. Trên Đà La chỉ có thể làm hại người ngu si ở dục giới mà thôi, còn dọc năm ấm có thể làm hại chúng sanh phàm phu khắp trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trên Đà La chỉ có thể làm hại người có tội mà thôi, còn dọc năm ấm không phân biệt chúng sanh là có tội hay không có tội, đều làm hại tất cả. Trên Đà La không làm hại những người già yếu, phụ nữ, trẻ con, còn dọc năm ấm không phân biệt chúng sanh nào là già yếu, trẻ con hay phụ nữ, đều làm hại tất cả. Cho nên Bồ Tát quán xét sâu xa, thấy năm ấm còn đáng sợ hơn cả trên Đà La. Vì thế Bồ Tát phát nguyện rằng: ta thả trọn đời ở gần kẻ trên Đà La chứ không gần gũi với năm ấm dù chỉ trong phút chốc. Lại nữa thiện nam tử, trên Đà La chỉ làm hại người khác mà thôi, chẳng bao giờ tự hại mình. Dọc năm ấm làm hại cả mình và người khác, đáng sợ hơn cả trên Đà La. Đối với kẻ trên Đà La còn có thể dùng lời khéo léo, tiền của vật quý mua chuộc chúng để cầu được thoát. Năm ấm chẳng phải vậy, không thể gượng dùng lời khéo léo dẫn dụ hoặc tiền của vật quý để cầu được thoát. Kẻ trên Đà La không phải trong bốn thời đều luôn giết hại, năm ấm thì khác, trong từng khoảnh khắc vẫn thường làm hại chúng sanh. Kẻ trên Đà La chỉ ở tại một nơi mà thôi, nên ta có thể trốn tránh đi nơi khác. Năm ấm thì khác, khắp nơi đều có, nên ta không thể nào trốn tránh được. Kẻ trên Đà La tuy làm hại người nhưng đã hại rồi thì không đuổi theo, năm ấm thì khác, đã giết hại chúng sanh rồi lại còn bám theo mãi mãi không rời. Cho nên Bồ Tát thả trọn đời phải ở gần kẻ trên Đà La, cũng không chấp nhận gần gũi với năm ấm dù chỉ trong phút chốc. Người có trí tuệ dùng phương tiện khéo léo mà thoát khỏi năm ấm, phương tiện khéo léo đó tức là 8 thánh đạo, 6 ba la mật, 4 tâm vô lượng, nhờ phương tiện ấy mà được giải thoát, thân tâm chẳng bị năm ấm làm hại. Vì sao vậy? Vì thân như kim cang, tâm như hư không, nên khó bị hư hoại. Do những nghĩa ấy, Bồ Tát quán xét, các ấm gây ra đủ mọi pháp bất thiện, sanh ra nỗi sợ lớn, bèn lo tu tập 8 thánh đạo, cũng giống như người bỏ trốn kia, vì sợ 4 con rắn độc, 5 kẻ trên Đà La, nên băng đường mà chạy đi, không dám quay đầu nhìn lại, kẻ thủ oán giả vờ thân thiện kia, tức là tham ái. Đại Bồ Tát quán xét sâu xa sự trói buộc của tham ái giống như kẻ thù oán giả vờ thân thiện. Nếu rõ biết sự thật thì kẻ ấy chẳng làm gì được, nếu không rõ biết thì sẽ bị hại. Tham ái cũng vậy, nếu biết được tánh thật của tham ái thì chúng sanh không còn bị luân chuyển trong biển khổ sanh tử. Nếu không biết được tánh thật của tham ái thì phải luân hồi trong 6 nẻo, chịu đủ mọi nỗi khổ. Vì sao vậy? Vì tham ái là bệnh, rất khó buông bỏ xa lìa. Cũng như kẻ thù oán giả vờ thân thiện, rất khó lìa xa. Kẻ thù oán giả vờ thân thiện thường rình rập tìm chỗ thuận tiện để khiến cho những người thương yêu nhau phải chia lìa, những người oán ghét phải gặp gỡ nhau. Tham ái cũng vậy, khiến cho người ta xa cách hết thảy pháp lành, gần gũi hết thảy các pháp bất thiện. Vì nghĩa ấy, nên Bồ Tát quán xét sâu xa, thấy tham ái như kẻ thù oán giả vờ thân thiện, vì khiến cho người ta thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe. Như kẻ phàm phu tuy có trí tuệ thấy được lỗi lầm của sanh tử, nhưng vì sự ngu si che lấp nên cũng như không thấy. Hàng thành văn duyên giác cũng vậy, tuy thấy cũng như không thấy, tuy nghe cũng như không nghe. Vì sao vậy? Vì có tâm tham ái. Thế nào là vì có tâm tham ái? Vì thấy chỗ lỗi lầm của sanh tử, nhưng không thể nhanh chóng đạt đến quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Do nghĩa ấy, Đại Bồ Tát quán xét sự trói buộc của tham ái giống như kẻ thù oán giả vờ thân thiện. Thế nào là biểu hiện của kẻ thù oán giả vờ thân thiện? Kẻ thù oán là không chân thật nhưng giả vờ ra vẻ chân thật, không thể gần gũi nhưng giả vờ ra vẻ gần gũi, thật là bất thiện nhưng giả vờ ra vẻ hiền thiện, thật không có lòng thương yêu nhưng giả vờ ra vẻ thương yêu. Vì sao vậy? Vì muốn rình rập tìm chỗ thuận tiện để làm hại. Tham ái cũng vậy, thường đối với chúng sanh giả vờ ra vẻ chân thật, giả vờ ra vẻ gần gũi, giả vờ ra vẻ hiền thiện, giả vờ ra vẻ thương yêu, thường dối gạt tất cả chúng sanh, khiến họ luân hồi sanh tử. Vì nghĩa ấy, Bồ Tát quán xét tham ái như kẻ thủ oán giả vờ thân thiện,
Với kẻ thù oán giả vờ thân thiện, ta chỉ thấy được hành vi và lời nói, không thấy được trong lòng, nên bị dối gạt. Tham ái cũng vậy, chỉ là hư dối, thật không có được, nên có thể dối gạt tất cả chúng sanh. Kẻ thù oán giả vờ thân thiện thì có lúc khởi đầu, có lúc kết thúc, nên dễ lìa xa. Tham ái không phải vậy, không có khởi đầu, không có kết thúc, nên rất khó xa lìa. Kẻ thù oán giả vờ thân thiện khi ở xa thì khó rõ biết, nhưng khi ở gần thì dễ biết được. Tham ái không phải vậy, dù khi ở gần cũng khó rõ biết, huống chi là lúc ở xa. Vì những lẽ ấy nên Bồ Tát quán xét tham ái còn đáng sợ hơn cả kẻ giả vờ thân thiện. Vì sự trói buộc của tham ái, tất cả chúng sanh đều xa cách đại niết bàn, gần gũi sanh tử, xa cách thường lạc ngã tịnh, gần gũi vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Cho nên ở nhiều nơi trong các kinh, Phật đều có dạy về sự ba sự nhơ nhớp là tham ái, sân hận và si mê. Chúng sanh đối với những sự việc trong hiện tại, do vô minh che lấp nên không thấy được những lỗi lầm nguy hại, không thể buông bỏ xa lìa. Tham ái như kẻ oán giả vờ thân thiện chẳng bao giờ làm hại được người có trí. Vì thế Bồ Tát quán xét sâu xa tham ái, sinh ra nỗi sợ lớn, bèn lo tu tập tám thánh đạo, cũng như người bỏ trốn kia, vì sợ bốn con rắn độc, năm tên trên Đà La và kẻ giả vờ thân thiện, nên băng đường chạy đi, không dám quay lại. Xóm nhà trống không kia tức là sáu nhập. Đại Bồ Tát quan sát sáu nhập bên trong là trống trơn, thật không có gì như xóm nhà trống không. Như kẻ hoảng sợ kia khi vào xóm nhà rồi, chẳng thấy có người dân nào cả, tìm xem hết mọi thứ đồ chứa, cũng chẳng thấy có món vật dụng gì. Bồ Tát cũng vậy, quán xét kỹ sáu nhập không thấy có gì cả, không thấy có chúng sanh, không thấy có một vật gì là thật. Vì thế Bồ Tát quán xét sáu nhập bên trong không có gì cả như xóm nhà trống không. Thiện nam tử, xóm nhà trống không kia, bọn giặc kiếp từ xa trông đến không hề có ý nghĩ rằng đó là trống không. Những kẻ phàm phu cũng vậy, đối với cái xóm nhà sáu nhập không hề có ý nghĩ rằng đó là trống không. Vì không thể nghĩ rằng sáu nhập là trống không nên phải luân hồi sanh tử, chịu vô số nỗi khổ. Thiện nam tử, khi bọn giặc cướp đến nơi rồi liền sanh khởi ý tưởng đó là trống không. Bồ Tát cũng vậy, quán xét sáu nhập thường sanh ý tưởng cho là trống không. Vì sanh ý tưởng trống không nên không bị sanh tử luân hồi, không phải chịu khổ. Bồ Tát đối với sáu nhập ấy thường không điên đảo, vì không điên đảo nên chẳng còn trở lại sanh tử luân hồi. Lại nữa, thiện nam tử, như có giặc cướp và trú trong xóm nhà trống không ấy sẽ hết được yên ổn. Giặc phiền não cũng vậy, và trú trong sáu nhập sẽ được yên ổn. Như giặc cướp trú nơi xóm nhà trống không thì lòng không sợ sệt. Giặc phiền não cũng vậy, trú nơi sáu nhập cũng không còn sợ sệt. Như xóm nhà trống không kia chính là chỗ trú ngụ của sư tử, cọp sói và mọi giống thú dữ. Sáu nhập bên trong cũng vậy, chính là chỗ trú ngụ của tất cả bọn thú dữ phiền não xấu ác. Cho nên Bồ Tát quán xét sâu xa thấy sáu nhập là trống không, không có gì cả, chỉ là chỗ trú ngụ của tất cả những điều bất thiện. Lại nữa, thiện nam tử, đại Bồ Tát quán xét sáu nhập bên trong là trống không, không có gì cả, như xóm nhà trống không kia. Vì sao vậy? Vì là hư dối, không chân thật. Xóm nhà trống không kia thật là trống không, không có gì. Người không hiểu biết lại sinh ra ý tưởng cho là thật có. Thật không có gì là vui, lại sinh ra ý tưởng cho là vui. Thật không có người ở, lại sinh ra ý tưởng là có người. Xóm nhập bên trong cũng vậy, vốn là trống không, không có gì cả. Người không hiểu biết lại sinh ra ý tưởng cho là thật có. Thật không có gì vui, lại sinh ra ý tưởng cho là vui. Thật không có người ở, lại sinh ra ý tưởng là có người ở. Chỉ người trí mới biết rõ như vậy, đạt đến sự chân thật. Lại nữa, thiện nam tử, như xóm nhà trống không kia, cũng có lúc có người, có lúc vắng người. Xóm nhập không như vậy, lúc nào cũng là không. Vì sao vậy? Vì tánh của chúng thường là không. Đó là chỗ biết của người trí, chẳng phải do mắt thấy. Cho nên Bồ Tát quán xét xáo nhập bên trong chứa nhiều oán thù tai hại, để lo tu tập tám thánh đạo không lúc nào dừng. Như người kia vì sợ bốn con rắn độc, năm tên trên Đà La, một kẻ giả vờ thân thiện và sáu tên giặc cướp mà hoảng hốt bỏ chạy theo con đường lớn. Sáu tên giặc cướp kia tức là sáu trần bên ngoài. Đại Bồ Tát quán xét sáu trần ấy như sáu tên giặc cướp. Vì sao vậy? Vì có thể cướp giật tất cả các pháp lành. Như sáu tên giặc cướp có thể cướp giật của cải và vật quý của tất cả mọi người. Giặc cướp sáu trận này cũng vậy, có thể cướp giật những điều quý, lành, quý báu của tất cả chúng sanh.
Như sáu tên giặc cướp nếu vào trong nhà người ắt có thể cướp giật tài sản hiện có trong nhà, không phân biệt là tốt hay xấu, khiến cho người rất giàu có bỗng chốc hóa ra nghèo túng. Giặc cướp sáu trận cũng vậy, nếu thiệp nhập với sáu căn, ắt có thể cướp giật tất cả pháp lành. Pháp lành mất hết thì chúng sanh trở nên nghèo túng, trơ trọi, làm kẻ nhất thiện đề. Cho nên Bồ Tát quán xét kỹ thấy sáu trần cũng như sáu tên giặc cướp. Lại nữa, thiện nam tử, như sáu tên giặc cướp khi muốn cướp của người cần phải có kẻ nội ứng, nếu không có kẻ nội ứng ắt chúng phải quay về. Giặc cướp sáu trần cũng vậy, nếu muốn cướp đoạt pháp lành cần phải nhân nơi bên trong có sự thấy biết của chúng sanh, như các tướng thường lạc ngã tịnh chấp hữu. Nếu bên trong không có những tướng trạng ấy, giặc cướp sáu trận không thể cướp giật hết thảy pháp lành. Người có trí thì bên trong không có những tướng trạng như vậy, còn kẻ phàm phu ắt là phải có. Nên sáu trận thường đến cướp đoạt của cải là pháp lành, vì không khéo léo giữ gìn nên bị cướp mất. Sự giữ gìn đó gọi là trí tuệ. Người có trí tuệ khéo léo đề phòng và gìn giữ nên không bị cướp. Cho nên Bồ Tát quán xét sáu trận cũng như sáu tên giặc cướp thật không khác nhau. Lại nữa, thiện nam tử, như sáu tên giặc cướp có thể làm cho thân tâm người dân khổ não, giặc cướp sáu trần cũng vậy, thường làm cho thân tâm chúng sinh khổ não. Sáu tên giặc cướp chỉ cướp được tài sản hiện có của người ta mà thôi, nhưng giặc cướp sáu trần thường cướp đoạt tài sản là điều lành của chúng sanh trong cả ba đời. Sáu tên giặc cướp kia khi đêm tối lấy làm vui vẻ, giặc cướp sáu trần cũng vậy, ở trong sự tăm tối của vô minh lấy làm vui vẻ. Sáu tên giặc cướp kia chỉ có vô quan mới ngăn cản được chúng, giặc cướp sáu trần cũng vậy, chỉ có Phật và Bồ Tát mới ngăn dừng được chúng. Sáu tên giặc cướp kia khi muốn cướp đoạt thì không phân biệt dòng họ, người đoan tránh hay thông triết, nghèo nhiều học rộng hay sang quý hèn hạ. Giặc cướp sáu trần cũng vậy, khi muốn cướp đoạt pháp lành thì cũng không phân biệt từ người đoan tránh đến kẻ hèn hạ. Sáu tên giặc cướp kia dù vô quan có chặt đứt tay chân cũng không thể khiến cho bọn chúng dứt bỏ lòng giặc cướp. Giặc cướp sáu trần cũng vậy, dù các vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm có chặt đứt tay chân của chúng cũng không thể làm cho chúng từ bỏ không cướp đoạt pháp lành. Nhưng người khỏe mạnh uy dũng mới có thể khuất phục sáu tên giặc cướp. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, các ngài mới có đủ khả năng khuất phục bọn giặc cướp sáu trần. Ví như người có thân tộc đông đảo, bè phái vững mạnh, ắt không bị bọn sáu tên giặc kia cướp giật. Chúng sanh cũng thế, nếu có đủ bạn tốt thiện tri thức thì không bị bọn giặc sáu trần cướp đoạt. Sáu tên giặc kia nếu thấy được tài sản của người khác liền có thể trộm cướp. Sáu giặc sáu trần không phải vậy, hoặc thấy hoặc biết, hoặc nghe hoặc ngửi, hoặc xúc chạm hoặc nhận biết, thảy đều có thể cướp đoạt. Sáu tên giặc kia chỉ có thể cướp đoạt tài sản của người ở dục giới mà thôi, không thể cướp đoạt ở các cõi sắc giới và vô sắc giới. Giặc cướp sáu trần không phải vậy, chúng có thể cướp đoạt tất cả của báu là pháp lành trong ba cõi. Cho nên Bồ Tát quán xét sáu trần còn đáng sợ hơn cả sáu tên giặc cướp kia. Quán xét như vậy rồi liền tu tập tám thánh đạo, thẳng tiến không thối lui. Cũng như người kia, vì sợ bốn con rắn độc, năm tên trên Đà La, một kẻ giả vờ thân thiện và sáu tên giặc cướp, mà vội bỏ xóm nhà không người, băng đường chạy đi. Trên đường gặp một dòng sông, đó là phiền não. Vì sao Bồ Tát quán xét phiền não như dòng sông lớn, như dòng sông nước chảy xiết có thể cuốn trôi cả con voi tơ đang sung sức? Dòng sông phiền não chảy xiết cũng vậy, có thể cuốn trôi cả hàng duyên giác. Cho nên Bồ Tát quán xét sâu xa thấy phiền não cũng như dòng sông chảy xiết. Nước sâu khó dò tới đáy nên gọi là sông, bờ xa không vượt sang được nên gọi là lớn. Trong dòng nước lại có đủ mọi thứ cá dữ, sông lớn phiền não cũng vậy, chỉ có Phật và Bồ Tát mới dò được tận đáy nên gọi là rất sâu. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới sang được tới bờ bên kia nên gọi là rộng lớn, thường làm hại tất cả chúng sanh ngu si nên gọi là cá dữ. Vì thế Bồ Tát quán xét phiền não như dòng sông lớn, rất sâu và có nhiều cá dữ. Như nước sông lớn có thể làm tăng trưởng tất cả cỏ cây rừng rậm, sông lớn phiền não cũng vậy, có thể làm tăng trưởng chúng sanh trong 25 cảnh giới hiện hữu. Cho nên Bồ Tát quán xét phiền não cũng như dòng sông lớn. Ví như có người rơi xuống dòng nước sông lớn, không có gì là hổ thẹn. Chúng sanh cũng thế, chìm trong dòng sông phiền não không hề hổ thẹn. Nhưng người rơi xuống sông chưa chìm tới đáy đã mất mạng rồi. Chúng sanh trong dòng sông phiền não cũng vậy, chưa chìm tới đáy đã phải xoay vòng luân chuyển,
trong 25 cảnh giới hiện hữu. Nói đáy sông đó là chỉ cho tướng không, nên biết rằng nếu ai không tu tập tướng không này thì không thể ra khỏi 25 cảnh giới hiện hữu, vì tất cả chúng sanh không khéo tu tập lẽ không, vô tướng, nên thường bị dòng sông phiền não cuốn trôi nhận chìm. Như dòng sông lớn kia chỉ có thể làm hại xác thân, không thể nhận chìm hết thảy pháp lành. Dòng sông lớn phiền não không phải vậy, vì có thể làm hư hoại hết thảy các pháp lành của thân và tâm. Dòng sông hung hãn kia cũng chỉ cuốn trôi nhận chìm người trong cõi dục giới. Dòng sông lớn phiền não có thể cuốn trôi nhận chìm cả loài người và chư thiên trong ba cõi. Như dòng sông lớn ở thế gian có thể ôm phao nổi mà đạp chân sang đến bờ bên kia. Với dòng sông lớn phiền não chỉ có Bồ Tát nhờ nơi sáu pháp ba la mật mới có thể vượt qua được. Như nước sông lớn thật khó mà lội được sang bờ bên kia, sông lớn phiền não cũng vậy, thật khó mà vượt sang đến bờ bên kia. Vì sao nói rằng khó vượt sang được? Cho đến các vị đại Bồ Tát đạt địa vị mười trụ vẫn còn chưa thể rốt ráo vượt sang, chỉ có chư Phật mới rốt ráo vượt sang mà thôi. Vì thế nên nói rằng khó vượt sang. Ví như có một người bị dòng sông cuốn trôi không thể tu tập chút pháp lành nào. Chúng sanh cũng vậy, bị dòng sông phiền não cuốn trôi, nhấn chìm cũng không thể tu tập được pháp lành. Như người rớt xuống sông bị nước cuốn trôi, nếu gặp người đủ sức mạnh có thể cứu vớt lên. Nhưng với người bị chìm trong dòng sông phiền não, làm kẻ nhất thiện đề thì dù là thanh văn, duyên giác cho đến chư Phật cũng không thể cứu vớt được. Vào thủa kiếp tận sẽ có bảy mặt trời cùng chiếu xuống dòng sông lớn ở thế gian khiến cho khổ cạn. Sông lớn phiền não không phải như vậy. Hàng thanh văn duyên giác tùy tu tập bảy giác chi cũng không thể làm cho khổ cạn được. Vì thế Bồ Tát quán xét các phiền não giống như dòng sông hùng bạo. Ví như người kia vì sợ bốn con rắn độc, năm tên trên Đà La, một kẻ giả vờ thân thiện và sáu tên giặc kiếp mà rời khỏi xóm nhà trống không để theo đường chạy trốn. Khi đến bờ sông liền kết cỏ làm bè qua sông. Bồ Tát cũng vậy, vì sợ rắn độc là bốn đại, trên Đà La là năm ấm, kẻ giả vờ thân thiện là tham ái, xóm nhà trống không là sáu nhập, giặc cướp là sáu trần. Liền chạy tới bờ sông phiền não, tu tập giới định tuệ, giải thoát tri kiến sáu ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, dùng đó làm thuyền bè để nương theo mà vượt qua sông lớn phiền não. Đến được bờ bên kia là cảnh giới Niết Bàn, an vui. Vị Bồ Tát tu hành Đại Niết Bàn có suy nghĩ rằng nếu ta không nhẫn chịu được những nỗi khổ của thân của tâm như thế này, ắt không thể giúp cho tất cả chúng sanh vượt qua được dòng sông phiền não. Suy nghĩ như vậy, nên dù có những nỗi khổ não trong thân tâm, vị Bồ Tát cũng lặng lẽ nhẫn chịu, vì nhẫn chịu được nên không sanh ra lậu hoặc. Vị Bồ Tát như vậy còn không có các lậu hoặc, huống chi Đức Phật Như Lai làm sao có lậu hoặc, cho nên chư Phật không thể gọi là hữu lậu. Vì sao Như Lai cũng không phải vô lậu? Đức Như Lai thường hành đạo trong cõi hữu lậu, tức là 25 cảnh giới hiện hữu. Vì thế nên hàng thanh văn và những kẻ phàm phu nói rằng Phật là hữu lậu, nhưng chư Phật Như Lai chân thật là vô lậu. Thiện nam tử, do những nhân duyên ấy nên chư Phật Như Lai không hề có tướng nhất định. Thiện nam tử, vì thế nên kẻ phạm bốn giới cấm nặng, phỉ báng kinh phương đẳng cùng với kẻ nhất thiện đề, thể đều là không nhất định. Lúc ấy Đại Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương bạch Phật: đúng vậy, đúng vậy, quả như lời Phật dạy, hết thảy các pháp đều là không nhất định. Vì lẽ không nhất định ấy nên biết rằng Như Lai không phải dứt bỏ hết tất cả mà nhập Niết Bàn. Như trước đây Phật có dạy, Đại Bồ Tát tu hành Đại Niết Bàn nghe được những điều không thể nghe, có Niết Bàn, có Đại Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là Niết Bàn, thế nào là Đại Niết Bàn? Bấy giờ Phật ngợi khen Đại Bồ Tát Quang Minh biến chiếu qua quý Đức Vương: lành thay thiện nam tử, chỉ có Bồ Tát nào đã được niệm tổng trì mới có thể thưa hỏi như vậy. Thiện nam tử, như người đời nói có biển lớn, có sông lớn, có núi lớn, có cõi đất lớn, có thành, có đại thành, có chúng sanh, có đại chúng sanh, có tiểu vương, có đại vương, có chư thiên, có đại thiên, có đạo, có đại đạo, Niết Bàn cũng thế, có Niết Bàn, có đại Niết Bàn. Thế nào là Niết Bàn? Thiện nam tử, như có người đang đói, nếu được chút cơm ăn thì cho là vui sướng. Sự vui sướng như vậy cũng gọi là Niết Bàn. Như người bệnh được khỏi thì cho là vui sướng. Sự vui sướng như vậy cũng gọi là Niết Bàn. Như người đang sợ sệt gặp chỗ nương dựa, ắt được vui sướng. Sự vui sướng như vậy cũng gọi là Niết Bàn.
Nhưng người nghèo túng được vật bằng bảy báu, ắt được vui sướng. Sự vui sướng như vậy cũng gọi là niết bàn. Nhưng người quán tưởng bộ xương dứt lòng tham muốn, ắt được an vui. Sự an vui như vậy cũng gọi là niết bàn. Niết bàn như vậy không gọi là đại niết bàn. Vì sao vậy? Vì có được là do đói khát, do bệnh tật, do sợ sệt, do nghèo túng, do tham đắm vướng mắc nên gọi là niết bàn, không phải đại niết bàn. Thiện nam tử như kẻ phạm phu và hàng thanh văn, hoặc do nơi pháp thế gian, hoặc nhân nơi thánh đạo mà dứt trừ được phiền não trói buộc ở dục giới, ắt sẽ được an vui. Sự an vui như vậy cũng gọi là niết bàn, không gọi là đại niết bàn. Nếu có thể dứt được phiền não trói buộc từ cảnh sơ thiền cho đến cảnh phi tưởng phi phi tưởng, ắt được an vui. Sự an vui như vậy cũng gọi là niết bàn, không gọi là đại niết bàn. Vì sao vậy? Vì còn có tập khí làm sanh khởi phiền não trở lại. Thế nào là phiền não tập khí? Hàng thanh văn duyên giác đều có những thói quen phiền não, như là những ý niệm, thân của ta, y phục của ta đi, ta lại, ta nói, ta nghe. Chư Phật Như Lai nhập niết bàn, tánh của niết bàn là vô ngã, vô lạc. Chỉ có thượng hằng thanh tịnh mà thôi. Những ý niệm sai lầm như thế gọi là phiền não tập khí. Hoặc có những ý niệm như là Phật Pháp Tăng, là những tướng khác biệt nhau, Như Lai rốt cùng dứt bỏ tất cả mà nhập niết bàn. Chỗ chứng đắc niết bàn của hàng thanh văn duyên giác với chư Phật Như Lai không có gì khác biệt. Do có những ý niệm sai lầm như thế nên chỗ chứng đắc của hàng nhị thừa không phải là đại niết bàn. Vì sao vậy? Vì không có thường lạc ngã tịnh. Có thường lạc ngã tịnh mới được gọi là đại niết bàn,